Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Samsung Z-Tab phiên bản T561i đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, Di động Cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại máy tính bảng của Samsung hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa máy tính bảng của Samsung Tab T561 hàng đầu Việt Nam. Khi quý hàng gặp bất cứ lỗi liên quan phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Tab T561i, quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn về cách sửa chữa Samsung Tab T561i nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Tab T561i, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy Tab T561i tại Di động Cao cấp.vn.